đấy là kiểu em bị chính những người mà em cảm thấy là điểm em thân nhất trên một đường này Ui, phản bội, phản bội. quay ra ghét em. Ui, ở đây từ chiều. Thế nhưng mà chưa thấy có ai. Người, đây là kênh của Linh Ngọc Đàm. Hôm nay chúng ta sẽ quay trở lại với series 10 sự thật về người nổi tiếng. Khách mời của chúng ta hôm nay là Quang Vân và anh Miosa. Thế nhưng mà ai là người nổi tiếng? Ai là người nổi tiếng? Hôm nay ai là người nổi tiếng ở đây? Hôm nay thì có Quang Tuấn và chào em, anh đứng ở đây từ chiều. Thôi đi, cũng nổi nha, cũng nổi. Đến với buổi tiệc ngày hôm nay thì đấy cũng đơn giản, em thì cái nhà là vườn, nhà chả có gì ngoài rượu bia. Thôi bây giờ anh em mình ăn, chọn đi, mày chọn đi, mày muốn uống cái gì? Thôi uống cái này đi, cái này là chuẩn theo tình yêu thể trong quá hè nhỉ, ấm này nhẹ hều. Đàn ông uống rượu thì bọn ta đàn bà bọn ta chở uống cái này. Cái này nó chả biết được không? Đây là Lady First là anh nhường cái đấy. Đấy. Tay cô này là bao nhiêu, 37.000 một lon đấy. Uống bia bị béo bụng. Béo bụng á? Vừa lấy ở trong phòng em nghe thì nó hỏi anh là dạo này em xin là mẹ em đéo. Mày biết cái mặt của kiểu đúng kiểu là kiểu kiểu hỏi thật ý, đúng kiểu kiểu hỏi thật chứ không phải là hỏi đùa đâu. Dài anh về em xin. Ừ, xinh. Đó. Đi lên cửa phòng mình là mình kiểu nó hỏi cái gì nhỉ? Nghe xong hay là nó hỏi con nào xinh nhỉ? Đúng. Xong chưa ạ? À? Mọi người xong chưa? Ờ, từ mình nhìn ra. Ui, gu con gái của mỗi người á. Gu con gái á. Gu con gái của mỗi người trong năm từ. Một là mặt đẹp. Mặt đẹp có phải đâu. Nhưng mà gu của mày nó là kiểu đẹp, nó là quan điểm như thế nào? Có người thích bầu bầu. Có người thích một mắt. Kiểu kiểu thế, có dâu. Gu của em á là một gương mặt mà một khuôn mặt đẹp ý là không ý là không quan tâm là gu của mày là gì mà nhìn tao là mày thế này đấy là gu của em. Đẹp. Thứ hai là dáng mày ngon. Ngon là như nào? Ngon là như nào? Ngon là ngực của to không? Không, em không thích kiểu ngực to. Ủa, ngon ở đây là khi mà nhìn vào là muốn ăn là ngon đúng không? Được ngon đó, thông minh. Ui, sờ mát, được cái này cộng 1, nó phải sờ mát đi. Thế đủ 5 nha. 5 à? Anh đơn giản lắm. Ngực to. Chưa bao giờ anh nhìn thấy ai có bộ ngực đẹp thế này cả. Đúng, ai lớp vòng 1. Ok. Này, thứ hai không phải là đẹp mà là đúng gu, bởi vì anh thích ai chả được thấy như thế xinh mà. Nên không phải đúng gu của mình. Nhưng mà gu của anh lại không hiểu, nó phải quái dị tí nhau nữa. Ác ác một tí chẳng hạn. Trông có mặt kiểu hơi ác ác nhưng mà trông như thế thôi chứ cái tính cách sẽ không như thế đúng không? Hay là đúng, tính cách biết là tính cách không như thế đấy mẹ em. Ta cưới con về đi yêu con nặng nô dở hơi kìa chặt cái nhưng mà cái về hỏi mặt ác là tính cũng thế luôn, về đánh liên tục cái gì đỡ nào được. Quang trẻ không trẻ quá thì lại máy bay lắm. Ừ, thật á. Anh ta lại nói thế trời. Đấy là người ta không quan ngại tuổi tác. Đúng rồi, người ta không quan ngại tuổi tác. Ok. Em bị một cái là đỉnh lại nhìn có làm một chân kiểu bẩn bẩn nha. Sao kiểu nói chung là có rất nhiều người không quan tâm đến cái bản chân của mình kiểu cho nó lụt lạ ấy. Em thích có làm chân lụt lạ. À, tức là em thích chân. Đấy. Đúng rồi. Chân sạch là hai từ đúng không? Mặt kiểu bầu bầu. Ui, kiểu người miền Tây người ta gọi là mắn đẻ đấy. À, mắn đẻ, mắn đẻ. Chỗ này có da có thịt một tí đúng không? Phải có da có thịt một tí. Đúng rồi, bầu bầu như kiểu mắn đẻ đấy. Phải có da có thịt một tí. Duyên. Duyên à? Ừ, cái này quan trọng đấy. Không cần xinh lắm. Đúng rồi. Duyên này là cộng 1 nha. Nếu như cạnh tranh công bằng thì ai trong cả ba tự tin có thể cô được Miss Teen hiện tại? Phần trăm lớn nhất luôn. Anh làm đang ăn. Đó, biết không trả lời đấy. Đó. Không, nhưng mà nói chung là đúng rồi. Thì là bạn tốt của bọn mình. Cô khó nhở? Khó nhở. Không nghĩ ra, chưa từng nghĩ cái điều này trước đây. Chưa từng nghĩ. Cái mà ghét ở Miosa thì chỉ nghĩ đến là Miosa ở bẩn thôi. Nào bừa ở bừa, Miosa bừa, còn Miosa lười không chịu dọn dẹp tắm rửa thì hết nhiên này. Đấy với cả
với cả hơn không bao giờ đúng giờ nhá. Đấy là đặc trưng phải không? Nó là một cái nhiều ra rất là câu giờ. Giờ cao su. Em mày hẹn 7 giờ nhưng mà 7 rưỡi. Điên em. Alo. Đang anh cách đến 10 mét rồi, 10 mét rồi. Anh cách đến 10 mét rồi, 10 mét rồi. 1 tiếng xong đi em. 7 giờ. 10 mét 1 tiếng. Tao bị mạch, suốt ngày mày hứa với tao nhưng mày không làm. Ừ, có mỗi cái bảo sớm. Nó hứa với em là nó vào đây nó ở với em từ tháng 3 năm 2019. À. Nhưng mà đến tháng 9 năm 2019 nó mới vào. Thì vẫn là thực hiện lời hứa. Nhưng mà tháng nào nó cũng kêu là em book vé rồi. Tháng nào nó cũng kêu là em book vé rồi. Thôi nhưng mà chưa vào rồi. Đúng không? Chưa vào rồi. Dễ mẹ ạ. Luôn. Là mình vẫn hoàn thành lời hứa. Chỉ có một cái là nó hơi muộn rồi. Quá hoàn hảo một con người, quá hoàn hảo. Mọi người thấy bọn tôi hoàn hảo không ạ? Quá hoàn hảo. Bạn cũng là mua xa hay nghĩ lại câu viral cũng mua xa. Bây giờ em là một cô gái thật đẹp. Bây giờ ta sẽ cố tưởng tượng ra nhá. Là đúng là nó to thật. Chào em. Anh đứng ở đây từ chiều. Thế nhưng mà chưa thấy có ai có bộ ngực bé như này cả. Ôi, em phẳng quá. Anh làm quen với. Anh quỷ đấy mấy năm rồi mất chứ có ai mất cái gì này trời ơi. Này. Cái cô gái đối với mình thì đầu tiên là ăn Facebook. Những người ta không dùng Facebook thì em sao? Chị không yêu nữa à? Kiểu con này cổ quá. Nên bây giờ người ta sẽ phải dùng một cái social media. Rồi. Sau đó thì mình sẽ follow cái mạng, bạn gì đấy với Facebook. Tìm hiểu đây thì, kéo mình sẽ kéo về những cái bài đằng trước nữa. À. Xem là người ta thích gì. À. Nghiên cứu. Người ta là người như thế nào, những cái bài share, những cái bài đăng. Rồi những cái sở thích gì đó. À, mình đã xác định được mục tiêu rồi là mình có nghiên cứu và tìm hiểu để giành chiến thắng luôn đúng không? Chúng ta gọi là gì? Biết địch biết ta, xâm phạm xâm thắng. Đúng vậy. Được. Sau đó khi mà biết được sơ sơ thế ra rồi thì bắt đầu sẽ làm một cái trò là rap story. Được không? Chủ động để hướng tin nhắn đúng không? Mình sẽ lép mấy cái mà trông có vẻ tâm trạng. Mình sẽ không bao giờ được hỏi câu là em buồn gì thế. Bởi nghe nó rất là vô duyên. Đúng rồi. Chưa nói chuyện với nhau bao giờ. Em đừng buồn nữa. Không, an ủi thì nghe rất là giả tạo. À thế à? Mình có thể nói sang một cái chủ đề gì khác mà đánh lạc hướng đối phương khỏi cái nỗi buồn. Anh xin lỗi. Không. Ờ, đó là mình kiểu xua tan nỗi buồn người ta đúng không? Đang hướng dẫn luôn đấy, tỉ mỉ đấy. Sau đó xong người ta cũng cảm giác là cái đoạn thời gian nói chuyện mình người ta cũng hết buồn. Wow. Đúng không? Tức là đấy nó chính là mấu chốt đúng không? Ừ. Đúng, chính là mấu chốt, đấy chính là làm cho người ta cần mình. Đấy là anh. Anh á, anh như người bạn bao người đàn ông khác anh sẽ chủ động. Anh có trò là hơi bị kiểu nó bị nhiệt tình quá, hiểu không? Anh bị quan tâm thái quá. Đúng rồi, sẽ bị thái quá. Thường thì cái đoạn đầu mày nên kiểu nó từ từ, nó nên là khuôn khổ đúng không? Nhưng mà anh bị kiểu anh bị quá nên cho mày 100 điểm luôn. Bố cho cho mày lên 19 tầng mây luôn. Đấy, nhưng mà ok. Mình cứ 100 điểm thôi, khoảng tầm 3-4 ngày. Sang ngày 5 còn khoảng tầm 90 điểm rồi. Thế là cứ xuống dần. Thường thì là như thế. Thế là người ta sẽ bị nhớ lại. Thế nhưng mà chính vì cái kiểu một phát lên 100 luôn của anh nó sẽ dễ bị sinh ra những cảm xúc nó hơi bị thái quá. Cộng với cả cái bài thiếu lại còn mới gặp nhau nữa thì đỗ thế nào được đúng không? Bài good boy. Bài good boy thì như anh mình một xa không? Không, thế thì không. Không. Thế dùng bài fuck boy. Fuck boy á. Thôi được rồi, dùng bài fuck boy đi. Sẽ kiểu nói chuyện nhưng mà cũng rất từ từ thôi. Bài okay. Fuck boy là nó phải từ từ. Mình không vội bạn ạ. Đúng rồi, mình không vội. Mình không vội bạn ạ. Nhưng mà mình cũng phải tìm hiểu người ta trước nha. Là nó không thích ăn chơi. Tức là me smart. Ok. Nó không thích ăn chơi. Kể với những cái buổi này mình ăn chơi của mình. Kể xong rồi nói chuyện, nói chung là đấy, nói chuyện về cái chủ đề đấy nhiều. Ví dụ là hôm đầu tiên nó đang đi chơi với địch ở một cái chỗ khác. Xong rồi nó vẫn đang nói chuyện với mình. Ok, nó chỉ nói chuyện thôi. Nhưng mà có đi chơi được hôm nào cũng đi chơi không? Kiểu gì cũng kiểu có một hôm mà trống đúng không? Nào. Đấy. Xong Vim nói đến cái hôm mà trống rồi thì đấy, hôm mình sẽ rủ đi chơi.
ở cái chỗ mà ăn chơi như thế thì chúng ta thường có cái kiểu là âm nhạc kết nối với cả con người. Mình đều có chung sở thích. Đúng. Mà sở trường của Quang thì lại là DJ đúng không? Âm nhạc. Đúng rồi. Âm nhạc. Thấy cách tán gái của ai là có triển vọng nhất thì hãy comment xuống phía dưới nha. Lại cái Mimo. Anh Mimo pha liên tục nữa. Next. Khoe nước em. Một phát rồi 10 triệu view thì ít hơn bạn anh xóa kênh anh. Có làm không thôi chứ còn. Ai có tình một đêm rồi giơ tay. Tình một đêm á? Em chưa. Nghe nó hơi lạ thật thì kiểu mọi người nghĩ là chắc là kiểu cái đấy nó bình thường ấy. Ờ mọi người nghĩ cái đấy bình thường. Thật ra là nó cũng không bình thường. Anh ơi qua có rồi. Qua là tình qua nhiều đêm không? Thực ra là cái tình một đêm nó là như thế này. Người ta lừa em. Không phải như cái hình ảnh của em nó hay bị hư hư đi đúng không? À. Đấy thì đồng nghĩa với cái việc hư là mình cũng hay rất hay đến những cái nơi sập sình. Nơi sập sình, club rồi lao liền các thứ. Mà cầm ly rượu xong rồi mặt bị đảo. Đảo liên tục đảo như sao nào? Đảo như sao nào? Đó. Đấy xong rồi ví dụ như kiểu anh quay phim kia đang ngồi đấy đúng không? Ngô Minh. Đấy, tự nhiên hai đứa bắt được ánh mắt của nhau. Bắt được cái ánh mắt của các bạn nữ rồi. Uầy, em ấy tự nhiên em đứng lên em đam sờ vãi lồn luôn. Thật á? Em ấy đứng lên em nhảy luôn. Cô lấy. Mơ nhảy theo cái kiểu là ra đây đi anh ơi. Đấy, thì rồi ôi, thì biết từ đấy mà cái kiểu đấy thì làm đéo thì có thằng đàn ông nào mà không ngại đi ra luôn chứ còn gì nữa. Trời gì, cầm luôn hai ly rượu ra. Thì mình ra vậy. Next. Đi nèm quang cuốn. Nèm quang cuốn là tên quang cuốn là từ ngày xưa, từ thời đi học cấp 3. Có người nhà trên Hà Nội là hay được lên thành phố sớm tiếp xúc với mấy cái kiểu mấy cái ro rồi là OCB cũng thương à. Mình lại biết củ nghệ một tí. Mang những cái trò chơi tiêu khiển mới về cho các bạn ở nhà cập nhật. Mà các bạn ở nhà thì lại không biết ống tre cuốn với cả thịt ấy như thế nào đấy. Nên là đấy, mỗi lần đi chơi là chỉ có Quang làm mấy cái việc đấy thôi. Anh mà thế các bạn nhìn mình trông to béo như này không? Nhưng mà tính rất là hiền. Là xấu hổ. Là cây xấu hổ đúng không? Xa xấu hổ. Nó giảm thôi. Yêu xa là cây hoa xấu hổ. Nếu được chọn có ai muốn trở thành một trong hai người còn lại không là sao? Anh chả được gì phải chờ đến Quang cả mấy đàn ông trẻ nhau làm gì. Không. Thế nhưng mà tưởng tượng nếu là có ngày được làm có Linh thì cũng được. Anh còn biết, anh miêu tả luôn. Thế là đối với anh giơ hai tay của anh ra, anh tự như này phát. Thật nhá. Kiểu kiểu đấy à. Kiểu kiểu thế. Không kiểu cảm giác kiểu thật, không phải khác kiểu mình. Nếu anh là em trong một ngày thì anh nên làm gì đầu tiên? Nó tạo đi thử vừa dài à? Chắn là như thế. Rõ ràng được thử. Rõ ràng. Ngày mình được làm đúng không? Mình phải thử. Được. Bị hành hạ nhiều rồi. Bây giờ mình phải đi hành hạ. Hành hạ thử xem cả đây có vui không. Em chưa bao giờ hành hạ. Thì đấy là mày, chứ mà tao đấy. Tao có quay 10 ác cơ mà. Như kiểu đấy. Anh em lên phim đấy. Mày là đóng vai một cô bé bình thường các thứ. Tao đấy. Thì tao trở lại thành mày. Tao đi phá làng phá xóm. Tao đi các thử thay luôn. Cái điều đáng nhớ nhất thời nhỏ của cả ba là gì? Đấy là kiểu em bị chính những người mà em cảm thấy là bị vẻ thân nhất trên một đời này. Ui, phản bội. Quay ra ghét em. Ui. Nhưng mà đúng là trẻ con nó hay có cái trò đấy. Mà còn là lúc con gái nữa thì là còn càng có cái trò đấy xảy ra nữa. Đúng rồi. Chỉ vì một cái đấy mà nhìn vẻ mình 3 năm với bà tao quên hết luôn. Ui. Không nhớ một cái gì nữa. Không muốn nhớ về bất cứ một cái gì nữa. Được bà kỷ niệm đáng nhớ nhất. Ấy sao mà gọi là nhiều kỷ niệm hay. Chắc chắn có một cái đáng nhớ nhất là chính là hút thuốc. Anh thú thật là anh có làm thế, nhưng mà chỉ hút thuốc thôi, hồi xưa ngoan lắm. Trẻ con hồi xưa ngoan hơn bây giờ ấy. Bây giờ hút phải khác em ạ. Nhưng mà anh ngoan hồi xưa chỉ có hút thuốc thôi. Ok. Bắt đầu từ lúc lớp 10. Đâu. Có mấy anh em ở trong lớp, mẹ giấu cả cái điếu cầy vào ba lô. Mấy anh em hút thuốc nào. Để mang bệnh nhờ. Khá bệnh của các bạn. Nhưng mà sao mẹ cái nhà vệ sinh ở trường biết rồi đấy. Nó có cái mùi nó siêu bẩn luôn. Anh em ra đấy, mẹ mới ngồi kéo thuốc lào cứ lóng xong xong tao phê đét luôn. Đã làm về nghề streamer youtuber hiện nay, mọi người đã có gì trong tương lai nếu không thể tiếp tục công việc hiện tại không? Mà em muốn kinh doanh làm một cái gì đấy về mèo. Tương lai là em muốn gắn bó với cả mèo. Em muốn làm mấy cái về kiểu
spa, hospital hoặc là cà phê đó. Kinh doanh. Kinh doanh. Nhưng mà nếu như mà chắc là có cái thứ để làm đầu tiên là sẽ mở cửa quần áo. Quần áo, quang. Tiếp tục đi theo cái bộ môn DJ, DJ. Nếu như mà có đến một ngày nào đấy mà không còn được ngồi trên máy tính mà lên livestream xong rồi được lên alo đồng bào chú ý đấy thì sẽ đi trả đĩa. Ok. Video clip đến đây là kết thúc. Quá nhỉ. I love you. Chiu chiu. Phê quá. Uống hết trả đĩa lần này. Hê. Okay. Nếu các bạn yêu thích mình cộng đồng thì để lại một sub và một subscribe cho mình cộng đồng nha. Mimosa chu và quang quấn nha mọi người.